Dạ vâng, anh Thanh Phúc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay em đi vào giới thiệu cho tất cả bác dòng QSC nha bác nhé, dòng đời QSC. Thì những cái dòng sản phẩm này thì từ những cái sản phẩm nhỏ, nói chung là những dòng phân khúc cho gia đình cho tất cả bác. Từ những cái con 800, 1.500, 1.600 cho đến là 2.500, 3.000 nha bác nhé. Có một con 4.000, mà 4.000 thì lên đường rồi nên em không quay trong video này. Đó. Thì ở đây thì em giới thiệu cho cả bác trước tiên là con QSE-X800. Con này có công suất là 275W trên mỗi kênh, chạy là 12 xò nha bác nha, 12 xò. Con này thì dòng hai kênh, nói chung là tất cả những con này đều dòng hai kênh hết. Con này chạy điện là 230V, và con này có giá là 7 triệu rưỡi nha bác, 7 triệu rưỡi QSE-X800 nha, đồng chí đó cực kỳ là chất lượng. Phía dưới là tiếp tục là một con QSE-X1600, dòng này cũng chi đó luôn. Những dòng chi đó thì nó cao, giá nó cao hơn chi xanh nha bác nha. Dòng chi đó là dòng Pro, dòng X và dòng cái phiên bản X là phiên bản cao cấp hơn phiên bản Mỹ, nên là giá nó ở tuy cái công suất nó bé nhưng mà cái bé hơn dòng cái đời chi xanh, nhưng mà giá nó lại cao hơn. Con X1600 thì nó có giá là 13 triệu nha bác, 13 triệu đấy. QSE-X1600 có công suất là 600W trên một kênh, chạy là 24 xò. Tất cả những con này đều chạy mạch class B hết nha bác nha. Đấy. Ở dưới là một con cũng là hàng khủng long của hãng WC EX2500 chi đó, dòng đời 2 kênh. Con này chạy là 20 con này chạy là 32 xò nha bác, 32 xò 16 tụ nha. Đấy. Dòng này thì công suất nó là 750W trên một kênh nha. 2.500, 750W trên một kênh. Con này có giá là 17 triệu nha bác, 17 triệu X2.500. Bên này là một con tiếp tục là một con QC1600 chỉ đó, thì bằng giá là 13 triệu. Còn QC X1500A dòng đời tí xanh 2 kênh, thì dòng này thì nó có giá là 10 triệu nha bác nha. Con này là 500W trên một kênh. Và một con khủng long QSE-MX3000A dòng tri xanh, con này công suất nó là 1.200W trên một kênh ở 4 ohm và 800W trên một kênh ở 8 ohm. Thì con này hay khủng long nha, chạy 44 xò, 24 tụ nha bác nha. Đấy. 12 24 tụ và 40 48 sò nha bác. Đấy. Con này công suất rất là khủng. Đấy. Con này là công suất nó bằng là cái con QSE-4000 X nha. Để chế độ 4000 thì con này bằng là cái con QSE-4000 luôn. Đó. Con này thì có giá là 16 triệu 500 ngàn. Tuy cái 3000A là nó cao hơn là cái đời QSE-X2500, nhưng mà về cái đời ý tí đó thì nó giá nó cao hơn, là giá con này bên này là 17 triệu, bên này là 16 triệu rưỡi nha bác nha, 16 triệu rưỡi đó. Và đó là những cái dòng QC mà hiện tại bên em đang có nha bác, đang có. Thì các bác yêu thích dòng sản phẩm nào thì alo cho em, từ thấp đến cao. X800 thì giá là 7 triệu rưỡi, 1.600 cho 13, 1.500 giá 10, còn 3.000 là giá 16 rưỡi, và E2500 có giá là 17 triệu nha bác. Thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho cô Hồng qua số điện thoại trên tấm màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác những video sau nha.